Hello các em, lại là anh Orion đây. Tuần vừa qua, chắc chắn là ai cũng biết đội tuyển Việt Nam vừa có một chiến thắng nứt lòng người hâm mộ và chuẩn bị bước vào trận chung kết tối nay đúng không nào? Bình tĩnh, giờ hãy cùng anh điểm qua những tin hot nhất tuần rồi trước nha. Việt Nam hả? Thái Lan hiện ngang vào chung kết King Cup. Ai là fan của đội tuyển Việt Nam thì giơ tay cho anh thấy nè. Đêm 5 tháng 6 vừa qua, có em nào theo dõi trận cầu giữa tuyển nhà và Thái Lan không ta? Anh Orion xem mà hồi hộp nín thở luôn. Trong suốt trận đấu đã có vô vàn những pha vào bóng và tình huống hết sức căng thẳng giữa hai đội với nhau. Nhưng hay quá các em ơi, ngay phút cuối cùng, anh Đức lại hết sức xuất thần đội đầu tung lưới đội tuyển Thái Lan, đưa đội tuyển Việt Nam tiến ngang thẳng vào trận chung kết tranh nhất nhì với đội tuyển Curacao. Nhờ pha ghi bàn này mà các bạn có tên Đức cũng được hưởng kéo quyền lợi đó nha. Được cả shop quần áo, trà sữa, giảm giá rất mạnh, thậm chí là miễn phí luôn nè. Tiếc quá, tên anh lại là Orion. Có bé nào tên Đức không? Điểm danh với anh nè. Cố tấm Hậu Hoàng đã trở lại, không hổ danh là một trong những YouTuber hot nhất hiện nay. Không lâu sau khi chị Đại học đường 3 khuấy đảo YouTube, Hậu Hoàng đã cho ra ngay video thấm cám chuyện Hậu Hoàng sắp trở phần 3 và cũng ngay lập tức đạt mức hơn 2 triệu view chỉ sau 17 tiếng đăng tải. Video này cũng nhanh chóng chiếm vị trí thứ 13 trên trending YouTube và hứa hẹn sẽ tiến vào ngôi vị số 1 như thành tích của các parody trước. Hãy cùng xem thử nàng tấm Hậu Hoàng sẽ gặp phải chuyện gì nha. Chị Hiểu Hôn, cụm từ hot nhất tuần qua. Chắc các em cũng nghe qua cụm từ chị Hiểu Hôn vài lần trong tuần này rồi chứ hả? Cho những em chưa biết thì cụm từ này bắt nguồn từ một đoạn đôi co lý lẽ của cô nàng lỡ tay nhặt ví của người khác. Nhấn thấy sự hài hước trong cách trình bày, biểu cảm của Ngọc Ái, cư dân mạng thi nhau parody, cải biên với những nội dung không thể mặn mà hơn. Nhưng các em nhớ nha, dù thế nào thì cũng đừng bao giờ làm mình nổi tiếng bằng cách này nha. Xí hộ lắm đó. Các em hiểu không? Thú nhúng emoji càng quét cộng đồng mạng. Nếu như cụm từ chị Hiểu Hôn được coi là cụm từ hot nhất tuần qua, các bé thú nhúng emoji chắc chắn là quán quân về mảng đồ chơi. Không chỉ tràn ngập hình ảnh trên mạng xã hội, hiện nay đi đến tất cả các ngã tư cũng sẽ thấy các bạn thú nhúng lò xo với các biểu cảm khuôn mặt xíu dễ thương được bày bán. Và dường như các bạn này khá được lòng mọi người khi mà được gắn trên các phương tiện giao thông đồng hành cùng chủ nhân trên mọi tuyến đường. Tuy nhiên, dù vui mắt thì cũng phải tập trung lái xe để tránh gặp phải những sự cố đáng tiếc. Hãy nhắc nhở ba mẹ và anh chị mình như vậy nhé, các em ơi. Christable Gamer chuẩn bị về một nhà với hot girl Mai Quỳnh Anh. Có ai trong các em biết Christable Gamer không ha? Nếu các em chưa biết thì Christable Gamer cũng là cái tên vang trong làng streamer đó nha. Cậu trang này sở hữu trang YouTube Christable Gamer với 5,2 triệu subscribers bằng phong cách hài hước, hóm hỉnh và cực kỳ thông minh qua các nội dung từ review game, parody hay review ăn uống. Sau một thời gian độc thân thì cậu bạn của chúng mình cũng có bạn đồng hành rồi. Hot girl Mai Quỳnh Anh, bạn diễn của Chris ở kênh YouTube Pháp TV nổi tiếng, chính là cô gái may mắn đó nè. Đúng là trai tài gái sắc các em ơi. Các em có muốn nhắn gửi gì cho Chris không nhỉ? Thì gửi cho anh Orion nha. Màu màu comment để anh Orion tìm cách gửi đến cho Chris nha. Thóc gì tuần tới? Chung kết King Cup Việt Nam Curacao. Như anh Orion đã đề cập trước đó, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị đối đầu với đội tuyển Curacao vào ngày 8 tháng 6 này. Không biết kết quả sẽ như thế nào đây. Anh hồi hộp quá đi. Các em nhớ theo dõi và đón xem cùng anh nha. Ta-da, đã xong bản tin tuần này rồi. Nếu các em muốn anh Orion làm thêm nhiều video nữa để các em xem trong dịp hè này thì hãy comment ở dưới cho anh biết nha. Cảm ơn các em đã theo dõi bản tin của anh đến lúc này. Bây giờ đi, sẵn sàng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam đi nào các em ơi.